Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 76. Mỗi ngày chúng ta đều gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Chỗ mà Ấn Tổ Ngài nhắc rất là hay: người tu hành nghe đạo trước nhất phải tin sâu nhân quả. Nên Ấn Tổ Ngài nói một câu hay vô cùng: dù là mình học luân lý đạo đức nhưng vẫn không bằng học nhân quả. Nếu như con người tin sâu nhân quả là ít bao giờ phiền não. Một con người tin sâu nhân quả đi đến đâu cũng sống được, sống với ai cũng sống được. Vì sao? Vì trong phòng 6-7 người mình sống chung, mình tin sâu nhân quả. Trong phòng mình có bà quấy rối, nếu như bà cứ nghe pháp hoài mà bây giờ bà vẫn khó khăn câu có bực mình, vì tin đi, vì hay quan sát đi, không lâu đâu. Dù bà đó có giữ cỡ nào đi chăng nữa cũng không lâu. Tại vì cá nhân không thể nào đụng đến đoàn thể được. Người ta là một đoàn thể mà quý vị. Một đoàn thể mà. Ở bên đầu tràng có một cái cô này cũng rất khó tính. Xuất gia rất khó tính. Khi mà thầy quan chúng mà sắp xếp mà bà cũng kênh lại, thì thầy quan chúng hỏi Nhân Đức, Nhân Đức nói khó khăn ai cũng không đồng tình, thì mình nêu lên cho đại chúng, đại chúng có đồng loạt hay không, đại chúng đồng loạt theo đó mà sắp xếp, chứ đừng có cá nhân mình giải quyết, mà là người đó gì mình nêu sự việc người đó lên hỏi đại chúng, toàn thể đại chúng có đồng tình người này không, ai đồng tình người này đưa tay lên. Người đồng tình đó thì chúng ta kêu lên, xong đồng tình với người này đưa cho một tờ giấy ghi vào cam kết, từ hôm nay người này phải nghiêm túc đàng hoàng ổn định, còn nếu không là cô dính luôn, chú dính luôn, chịu không? Nên từ nơi đó đưa vào cái khuôn để sắp xếp. Nếu như tin sâu nhân quả thì chắc chắn con người sống ở đâu cũng sẽ hòa nhã sống với mọi người. Còn một con người không tin sâu nhân quả thì buồn chết, được mắc, thương nhiều, thương ít, đủ chuyện hết. Con người mình thường không biết đủ thì khó vui lắm. Trong nhà Phật nói biết đủ thường vui. Mình ngồi mình suy nghĩ lại, ngày xưa mình ngoài đời mình lo cỡ nào. Bây giờ mình được vô ngôi nhà Tam Bảo, người ta lo hết cho mình, để mình có thời gian yên tâm mà tu. Thì bản thân mình lại có những lúc không vừa lòng, không vừa ý. Đây là tự mình hủy hoại cái phước duyên của mình sạch. Nên á, những điểm chùa, mấy đạo tràng, nhớ, chúng ta sống cũng hết cái tấm lòng. Người này sống trong cái phòng này rê rất khó khăn suốt vậy đó.
phàm phu mà trở ngại hoài cũng khó tu. Người ta cũng nhịn, nhưng mà người này mình vai trò quản chúng, mình có trách nhiệm quan sát. Người này cực kỳ khó khăn luôn. Chúng ta cũng nhắc nhở vài ba lần mà không biết nghe lời. Thì chúng ta sẽ đưa người này qua những điểm đậu tràng khác. Tại vì chùa mình á, từ Đại Tùng Lâm, rồi trước cổng chùa, rồi Đại Tùng Lâm, Bảo Tháp, rồi đậu tràng 3, bên Hộ Pháp thì chặt rồi, nó đi đâu vào đó, vào khung rồi. Nên mấy anh em điều chỉnh bằng cả tấm lòng của mình. Bây giờ người này duyên dị, mình đưa qua bên cái đậu tràng kia, đây là những đức hướng dẫn mấy anh em, những đức chỉ đạo đó. Người này rất là khó khăn, ở bên kia sắp xếp cũng mấy lần mà không biết nghe lời. Bây giờ nêu lên đại chúng, đại chúng cũng không đồng tình, nhưng tôi cho họ cơ hội, họ cũng xin năn nỉ được ở chùa. Giờ tôi đưa qua bên đây, đây là theo sự chỉ đạo của thầy. Mấy anh em cứ quan sát người này, nếu như người này mà qua đây vẫn là không có ổn định được, mà người này vẫn muốn ở chùa, chúng ta cứ cho họ qua bên điểm đầu tràng khác. Rồi xong nói với người đó rõ ràng như vậy, một là để rèn cái người quản chúng, họ thấy được những cái việc khó này họ giải quyết làm sao, biết đâu trong nhân duyên mấy anh em có những người có duyên độ người ta được làm sao. Nên trong thời Đức Phật, Đức Phật đến độ một cái làng không được, mà ngày một kiện liên ngày độ được. Trong nhà Phật có câu nói là Phật phải độ người có duyên, không có duyên cả Phật cũng không độ được. Nên chúng ta không làm được thì chúng ta cho họ cơ hội. Tại vì họ muốn ở chùa, chúng không đồng tình, nhưng mà mình vẫn cho cơ hội luôn. Mình cho họ qua mấy cái điểm đạo tràng khác. Và mình nói rất rõ ràng với các anh em rằng cô này duyên dị đó, mà đây là những đức muốn gầy dựng cho mấy anh em quản chúng giỏi đó. Tại vì gặp việc khó nó mới giỏi, coi sự giải quyết của mấy anh em khéo léo làm sao. Mình là một tổ chức, người nào mà không biết chấp hành phiền phức này kia đủ chuyện, không muốn ở chùa, thì cái tổ chức mấy anh em cái sắp xếp thoải mái không có sao, không có làm hùm làm hổ khó khăn với ai. Mà chúng ta mời lên phòng đăng ký chạy chứng minh, tại vì ban tổ chức không chấp nhận. Thí dụ như vị đi đến nhà của người ta mà người ta không chấp nhận, vị lại vì phải đi, không nói vòng vo, phải nói rõ là như vậy. Chùa là nơi mở cửa rộng lớn để cho mình ở, nhưng mà người ta không chấp nhận mình là mình phải xem lại hành vi sống của mình. Nếu như mình vẫn chấp mê bất ngộ là chỉ biết trách người ta mà không biết nhìn lại lỗi lầm mình, thì mình cả đời mình cũng không có kết quả. Nên Ấn Tổ ngày dạy là phải tin sâu nhân quả. Đó là mấy anh em phải sắp xếp như vậy đó. Khi đưa một con người khó khăn đến, nó rõ ràng với anh em coi cái vị trí đạo tràng đó, bà cụ này bên đó diện gì đó. Như bên Hộ Pháp á, người nào mà khó khăn mà muốn ở chùa tu, mà các cụ ở lâu mà cứ đụng chạm trong phòng hoài, thì những đức kêu những ăn đưa qua cho mấy anh em mà nói rõ ràng cho mấy anh em nghe. Còn nếu như những người mà bên Hộ Pháp hay các điểm chùa mà họ ở trong chùa họ rất phiền phức, không thể nào chấp nhận được luôn, thì phải gỡ hình của họ qua cho mấy anh em phòng đăng ký. Và hình ảnh của họ phòng đăng ký đã nắm rõ ràng. Từ nơi đó khi nhận người, nhìn thấy người này không nhận, có nghĩa là các điểm đạo tràng không nhận người này, vì người này không thể nào giúp được mà rất làm phiền đại chúng trong chùa. Có nghĩa là cái liên kết làm việc như vậy đó. Nên tất cả Phật tử hay người thường trú ở trong chùa, mình phải làm sao nhìn nhận được cái việc cảm ơn. Thí dụ như trên hòa thượng xây chùa cũng không dễ, kế là những đức mỗi ngày khô hơi cạn tiếng chia sẻ Phật Pháp. Rồi bây giờ các đoàn khắp nơi người ta thường ghé thăm, ta ghé có khi người ta nói chuyện một chút, người ta cũng cúng dường một chút. Các cụ cứ coi chén cơm, món đồ ăn, điện đài, nước nói đủ chuyện mình đang dùng đó, thầy cũng khô hơi cạn tiếng nói chuyện giỡn đó quý vị. Giảng Pháp tuần này hứa đi qua bên kia nấu ăn, từng nấu ăn bữa cho cụ ăn, định đi
thì tiếp tục tiếp Phật tử và có công việc không đi được luôn. Nên đại chúng trong chùa hết sức thông cảm, thật sự công việc như Đức bây giờ nó càng nhiều thêm, nhất là bây giờ đạo tràng 4 đang xây, phải lo thêm cái việc phải có tiền để xây đạo tràng 4 với hòa thượng. Hòa thượng ngày lớn tuổi rồi mà ngày phát tâm, mình phải cực lực hết mình, lễ lọc người ta về đông y y như vậy. Có khi những đức giảng pháp cũng phương tiện, tại vì mình làm nhiệt tình vì người ta mà, ai không hiểu người ta nói thì sao kệ người ta. Nên những đức thường nói rằng đi đến chùa mình mà tìm hiểu, tại vì bản thân những đức quanh năm không đi chơi ở đâu. Bây giờ ăn cơm ăn hai buổi, buổi chiều không ăn cơm, thì những đức chi cầu cái gì, hưởng thụ cái gì mà phải đi kiếm tiền chứ. Nhưng mà chùa mình quá đông người, 2.000 người, hơn 2.000 người, mùa hè này càng đông thêm. Nhiều cháu trong dịp hè về, bữa đó như Đức còn đưa lên các cháu ở thời gian hơn nửa tháng nghiêm túc đàng hoàng, như Đức còn tặng quà cho các cháu, khích lệ các cháu được đến chùa. Nên từ nơi đó mà mình nghĩ từng chút, nên mỗi một điểm chùa trên mới biết cảm ơn hòa thượng xây chùa, kế quý thầy nhiệt tình lo lắng hết lòng hết dạ. Mình là Phật tử đến chùa ở cộng tu, mình phải biết chăn quý, ở càng lâu thì càng hiểu quy tắc, ở càng lâu thì mình phải càng đàng hoàng. Chứ mình đừng có tùy tiện, mình ở lâu cái mình khó khăn, tập bè tập nhóm không có tồn tại đâu. Chùa mình quý vị làm gì bị thua rồi, không bao giờ tồn tại. Vì những đức không thích như vậy mà sao tồn tại. Chứ những anh em mà bên cạnh những đức đa phần đều ảnh hưởng tư tưởng những đức truyền xuống. Nếu không ảnh hưởng tư tưởng những đức thì không có làm chung với nhau được, chắc chắn luôn. Nó mãi về sau nó là gì đó. Dù những đức ít qua các điểm chùa nhưng mà tư tưởng là một phương hướng. Cái gì không hiểu phải hỏi. Như vậy gọi là đoàn thể có cái đoàn kết. Quảng chúng cũng không đơn giản, những lăng, những quán đồ này kia. Nên như Đức thường nói rằng phải quy nhất trên những lăng, những quan, cái gì cũng hỏi những đức. Làm việc có bài bản, anh em kết hợp đàng hoàng thì là một tổ chức mới mạnh mẽ, mới thành công, mới được ổn gì chứ. Nó có khi mình thấy những quan ốm ho gầy mòn, thấy không? Làm việc cực lực mà không phải đơn giản, lễ lọc đồ, rồi mấy thầy đồ, những lăng đồ, mấy nếp, ai cũng cực lực nhiệt tình chung tay. Đó. Thì nhờ vậy mà chùa mình mới ổn được. Anh em không có cái chuyện danh lợi cá nhân, hay là mình gặp người ta xin tiền bạc, chùa mình không bao giờ có chuyện này. Nên Phật tử gì chùa dù có đông cỡ nào chứ nữa, có thấy bao giờ mà người trong chùa mình xin tiền bạc của ai đâu. Người nào mà xin tiền bạc mà không phải người trong chùa, nhớ kỹ điều này, không có chấp nhận. 4 buổi tu, cái thờ mà buổi 8 giờ rưỡi hay là cái thời buổi chiều, lúc nào như thế cũng nhắc cái đoạn ngắn ngắn đó vậy đó, để chúng mới tranh thủ lên nghe cái đoạn ngắn đó. Đoạn ngắn đó rất là quan trọng. Cái đoạn ngắn mà trước tu đó, đó nghe một cái quan gia trái chủ đi theo mình, củ quyền thất tổ theo mình. Tại mình lên chánh điện tu sớm thì họ theo sớm, còn mình đi trễ họ đi trễ, mình làm biến họ làm biến. Và tôi nên khóc này nói rằng quan gia trái chủ đi theo mình cả nửa đoạn đường. Nên trong gia đạo có một người tu thì thăng bằng quyến thuộc, mình chết chưa siêu thoát, họ đi theo mình, theo người tu chứ theo người không tu được cái gì đó. Thì bản thân mình tới giờ tu phải lên sớm. Cái giờ những đức nói chuyện 10 phút đó rất quan trọng, nhất là những cái thờ, mỗi thờ nào cũng quan trọng, kích động mình rất là mạnh mẽ để mình phấn đấu, mình tu tập siêng năng, mình tu vì cuộc đời vô thường sẽ đến với mình. Nhất là cái cụ già, cái cụ lên cái cụ ngồi đó gì chứ, cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, quán thân trái chủ đều đi theo mình lên được nghe pháp luôn. Cái đoạn có 10 phút 7-8 phút đó mà cực kỳ quan trọng. Có những đoạn như Đức nhắc cái việc đi vô chùa là tuyệt đối không mượn tiền bạc, dính tiền bạc của ai. Đi đến chùa phải biết quy tắc, không hiểu thì hỏi đàng hoàng quý thầy, nó không có được tùy tiện. Còn ở trong chùa đồ đạc đồ này kia cái gì phải thông qua quảng chúng,
Không có được. Tùy tiện, ai muốn cho gì cho, ai muốn đưa gì đưa, không phải. Nó cái tổ chức mà nó không có một quy tắc là tổ chức bị thất bại. Đúng không? Cái này là rất quan trọng. Nó mấy anh em thấy mà những đức mà cực lực hết mình, từ sáng mở mắt ra tới trưa có khi muốn nằm nghỉ một chút, Phật tử người ta đến, ở xa đến, không tiếp đâu cũng không được. Mà người ta đứng ở dưới khu tăng, hoặc là ta đến tới chỗ rồi mà sao không gặp được đây. Ngồi tiếp người ta khi ta chưa cúng 5-7 đồng bạc mua sữa cho cụ uống, rồi đồ ăn thức uống lo cho các cụ. Nó không có đơn giản. Chùa mình quý nhất một người lo, một người lo cho kinh tế thật sự cực, nhưng mà nó lại quý nhất chùa. Nhờ gì mà mấy điểm đậu tràng rất là ổn định. Mình đi đến một nơi tu tập mà mình được như vậy rất mừng. Để yên tâm có thời gian mình niệm Phật. Quý thầy chắn thật nhiệt tình hết mình, tuổi đáng tuổi con cháu mình, mà làm việc lo hết để mình được lên chánh điện mình tu. Để mình lên chánh điện phải nhiệt tình, mình lên tu. Còn người phục vụ cũng vậy, sáng tối không có nấu ăn thì phải lên chánh điện nghiêm túc đàng hoàng mà tu. Một thờ tu rất là ít. Thờ tu những đức đã tính toán ra thờ tu rất là khỏe luôn. Nên chùa mình những đức không có thích cái chuyện chia ba xẻ bảy. Anh em phải hỗ trợ cho người quản chúng hết lòng hết dạ. Thực nghi khi người quản chúng không nghiêm túc đàng hoàng thì báo những đức biết. Chứ người ta đã cực lực nhiệt tình hết mình là phải hết lòng hết dạ chung tay với người ta. Những đức mong mấy anh em giỏi. Thật sự những đức rất mong mấy anh em giỏi. Nhiệt tình công quả, nhiệt tình công phu. Hết lòng hết dạ làm việc, hết lòng hết dạ siêng năng niệm Phật. Chính bản thân những đức gặp phong ông niệm Phật này mười mấy năm nay nhờ chuyên niệm Phật mà được như vậy. Mấy anh em cũng nhìn thấy rõ ràng rồi đó. Làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Dù ai có nói gì, nhưng mà mấy anh em để ý những đức hãy học. Bao nhiêu người nói này nói kia. Có những người người ta cũng chửi thằng này thằng nọ, tứ tung lăng ta. Những đức bình thản không có gì. Tại vì bản thân của mình mỗi ngày sống và làm việc lo cho các cụ là mình mừng rồi. Ý nghĩa. Còn những việc người ta không hiểu kể người ta. Nó giống như người ta chửi Phật. Đệ tử Phật hỏi vì sao Phật không trả lời. Đức Phật nói rằng người ta cho ông món đồ, ông không nhận gì ai nhận. Người ta cho mình không nhận thì ta nhận. Vậy thôi. Bản thân mình cứ cố gắng mà niệm Phật. Những việc ý nghĩa, nhất là nuôi người già, nhất định phải thương người già. Thương nhưng mà phải có quy tắc, phải có sự sắp xếp, nhưng phải có một tình thương bao la, rộng lớn, hết lòng, hết dạ. Những đức gây dựng tư tưởng cho mấy anh em. Không phải một mình những đức làm, mà là mấy anh em phải phát tâm thương các cụ. Về sau mấy anh em đều trưởng thành hết. Tiếp tục nhân rộng ra cái việc nuôi người già. Nhưng muốn làm được điều đó, khi thầy đã đặt trách cho một người làm vị trí chính quản chúng, mình phải hết lòng hỗ trì, hết giúp đỡ người ta. Mình giúp đỡ người ta là mình đang gieo nhân, để sau này có người ta giúp đỡ mình. Anh em đoàn kết nắm tay cho chắc. Khi sắp xếp một anh em này đến một đạo tràng là anh em cũ sẽ hỗ trợ cho người mới, để người mới hình thành được cái việc quản chúng của họ một điểm đạo tràng. Anh em liên kết với nhau, hết lòng hết dạ giúp đỡ nhau. Phải có tâm như vậy. Còn Phật tử gì chùa, mình càng nghe đạo thì mình càng có quy tắc. Mình mang tâm tin nhân quả, cảm ơn, thì mình phải sống làm sao cho nó đặc biệt. Mình đi đến chùa, mình biết được ngôi chùa này có quy tắc như sao. Hoặc mình không hiểu thì mình phải hỏi. Mấy anh em có cái bản quy tắc đọc cho người ta cái nhận cộng thúc cho người ta nghe. Còn mấy người quản chúng thì nhắc vài ba câu quan trọng mỗi buổi sáng ăn cơm. Vài ba câu ít thôi. Nhắc họ để cho họ nhớ là đi vô trong chùa phải làm sao giữ được phước báo, không được tùy tiện. Thí dụ như mình đâu phải trong chùa quy tắc mà, đâu phải mình muốn ăn uống gì mình chạy ngoài mua ăn uống thoải mái đi lang thang ngoài đường. Không phải gì đâu. Mình gieo nhân mình gặt quả. Mình làm không đúng sau này cuộc đời mình không có kết quả đâu. Tu muốn có kết quả thì mình phải làm cho đúng. Đi đến đâu phải biết quy tắc đi đến đó. Cái người trên lãnh đạo cực lắm, không phải giỡn đâu. Trên là hòa thượng kế những đức, mấy anh em quản chúc. Công việc đồ cực lắm. Những đức mà nói các cụ bây giờ như đức bù đầu bù cổ. Các cụ có nói mà nuôi 2000 con người đã cực rồi. Có nhiều người người ta không hiểu, người ta nói thì người ta cũng lo cho ông, nhưng không đơn giản.
người ta có thể khắp nơi nơi người ta cúng dường chút, nhưng sự bố trí và sắp xếp thì không đơn giản. Nhưng mà việc cúng dường không phải ai người ta cũng cúng cho mình đâu. Mình phải làm việc làm sao thì người ta mới cúng. Nên những đức nói rằng riêng chùa mình là cái tấm quyết chí cực lực hết mình vì chúng sanh mà làm việc. Cái này mình làm mình không biết nữa thôi. Nên cái người có phước mới gặp được những nhân viên có phước để mà cúng dường cái nơi có phước. Còn gặp mình không có phước, dù mình có xây một ngôi chùa cao vật lớn mà không đúng vị trí tu hành thì cũng là gieo cái nhân mà khó có cái quả. Nhớ kỹ. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình có phước, mình mới gặp được cái phước duyên mình làm đúng nơi đúng chỗ. Nó nên những đức thấy rằng là hòa thượng mình xây đạo tràng 4, tương lai cả ngàn người ở đó. Cái hạt giống này mình gieo mảnh đất này là quá phù hợp, quá đặc biệt luôn. Vì đến chùa mình bị tìm hiểu đi, chùa mình nhận người chưa bao giờ quy tắc là nhận người, người là đóng bao nhiêu tiền, không bao giờ có chuyện này. Họ vào trong chùa từ quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ, thượng trụ, cộng tu đều ăn y rang vì coi đúng không. Có bao giờ mà quý thầy ăn khác quý vị không? Bản thân những đức nè, những đức xuống nhà bếp, những đức nấu ăn nè, những đức nấu sao những đức ăn chung với toàn thể chúng vậy luôn. Qua mấy điểm đầu tràng kia những đức nói nấu sao thì đem cho những đức ăn vậy đi, khỏi cần dọn bài bố chi tùm lum mất công lắm. Ăn mà một chút no bụng để tu hành. Mình là người tu hành đâu phải vì miếng ăn, mà ăn một chút no bụng để tu thôi là được rồi đó. Nên từ nơi đó mà mình ở trong ngôi tam bảo, cái tâm cảm ơn và tin nhân quả, rồi siêng niệm Phật thì mình tu mình mới có kết quả. Chứ không phải mình nghĩ rằng bây giờ mình thời gian cộng tu, mình được ở trong chùa lâu cộng tu. Ô, cộng tu lâu lâu tôi muốn về tôi về, vài bữa về tôi vô. Mình làm gì coi chừng mình bị hết duyên phước đó. Mình phải nghiêm túc đàng hoàng đó. Nếu như mình ở cộng tu lâu dài được thì mình phải tính tới cái chuyện tiến thêm bước là mình ở luôn trong chùa để làm tấm gương cho những người ta ở thường trụ. Chứ không phải là mình nói ở cộng tu để lâu lâu muốn về, muốn đi đâu đi thoải mái để mà bản thân mình duy trì cộng tu. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Chứ nếu như quý vị có tâm đó là quý vị đang làm ảnh hưởng đạo tràng. Sự sắp xếp của những đức và mấy anh em rất cực. Bởi vì làm gì là quý vị đang làm ảnh hưởng đạo tràng. Còn mình đi vô chùa mình cộng tu không phải mình muốn làm gì mình làm, dù là mình chăm cứu hay mình đưa thuốc men cho ai, bản thân mình cũng luôn luôn phải hỏi ban tổ chức, chứ không có dám tùy tiện. Mình làm gì mình phải hỏi một tiếng cho đàng hoàng, người ta đồng ý mới được, không đồng ý là không được. Khi nó đồng ý rồi mà ta suy nghĩ là nó không phù hợp thì người ta vẫn từ chối, mình vẫn hoan hỷ, không gì cả, tùy duyên mà quý vị. Nên câu đầu tiên Ấn Tổ này khuyên mình là tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Nên những điều những đức chia sẻ gì này, Phật tử khắp nơi nghe cũng hiểu biết đi đến chùa mình sao. Một ngôi chùa chuyên tu chuyên niệm Phật, một ngôi chùa sống từ quý thầy quý chú quý cô quý cụ sống y rang với nhau. Những chén bát gì Phật tử ăn là quý thầy đều ăn như vậy, y rang, không bao giờ khác. Chứ không phải là quý thầy ăn cái gì khác đâu, không có đâu. Thì đi đến chùa mình bị thấy đi, tìm hiểu đi rồi sẽ thấy. Cực lực nhiệt tình làm việc, khi lễ lọc mà làm thôi, bù đầu bù cổ để phục vụ chúng sanh. Nhưng mình gieo nhân mình gặt quả mấy anh em à. Mình cảm thấy mình mừng á. Mình mừng mình đi đến một ngôi chùa, mình tu tập, bản thân được cha mẹ cho, chưa báo hiếu cho cha mẹ mình đã đi tu. Bây giờ mình đi tu mình phải làm những việc ý nghĩa như vậy để phục vụ chúng sanh, thì cái ơn sinh thành của cha mẹ cho cái thân này nó mới ý nghĩa. Chứ nếu như ngoài đời mình cũng đi kiếm cuộc sống, đi vô đạo cũng kiếm cuộc sống, thì việc này nó không ý nghĩa đặc biệt, thấy không? Nên á, nghe gì rồi thì khắp nên nghe cũng hiểu, mà người trong chùa nghe cũng hiểu, vị trí nào nghe cũng biết, cũng hiểu là ở đây nó như vậy. Mình đến mình phải biết. Có những người hỏi những đức, con đi đến chùa con tu con mua sữa mua bánh bỏ trong giỏ được không thầy? Nói đừng có nên. Trong chùa này cả thường trụ người ta còn khốn, ăn uống là ăn ngay nhà ăn, chứ trong phòng ốc không có lôi tùm lum. Mình nghe vậy rồi mình đến mình phải theo quy tắc, phải rèn luyện mình chứ. Nhớ không? Người ta được mình được, những gì người ta làm được mình sẽ làm được. Yên tâm đi. Nên mỗi một người mình nhận thức
Thì mình đi đến đâu mình cũng biết quy củ, mình đi đến đâu mình cũng áp dụng tốt, áp dụng đúng. Nếu không mình thất bại. Rất là nhiều người thất bại quý vị. Thất bại vì không tin sâu nhân quả, nên than thân trách phận, trách người, trách trời, trách Phật. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Vậy mình phải nhìn cái nhân mình gieo kìa, nhân quả mà. Trong kinh Đức Phật nói muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả báo đời sau, xem nhân đời này. Trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, gieo gì gặt nấy, hiểu không? Hôm nay quả đến với mình sao là mình đã biết nhân mình gieo như vậy. Hôm nay nhân mình gieo sao mình biết quả như vậy. Nên mình ở trong chùa mà nhà chùa không đồng tình mình, không đồng ý mình, thì cuộc đời mình cứ như thua. Hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại để quay đầu sửa đổi. Đừng nên dội trách người. Đừng nên dội trách người. Nhà Đức nói những điều này, các em quản chúng cứ nương vào đó mà sắp xếp. Người trên nó đưa lên như vậy, mình cứ theo đó mà sắp xếp. Rồi chúng thường trụ cộng tu, lâu dài cộng tu mới tu đều nghe rõ ràng. Cái quy tắc sống phải nắm được. Đi đến đâu chỉ cần chấp hành quy củ cho đàng hoàng. Không hiểu thì hỏi. Đừng nên tùy tiện. Nhớ kỹ câu, không hiểu thì hỏi, đừng nên tùy tiện. Thì quý vị đi đến đâu cũng có duyên có phước lớn. Đó. Nên quý vị yên tâm đi, trong ngôi Tam Bảo người nào mà hung dữ bạo ngược trước mặt người trên thì ngọt ngào, sau lưng người trên thì hà hiếp người khác. Trước mặt người trên nói chuyện nhỏ nhẹ, sau lưng người khác thì hung sùng. Không có lâu đâu quý vị. Dù quý vị có sống được như vậy thì cuối đời quý vị tu cũng có kết quả gì đâu. Tu mà giả dối với lương tâm đâu có được quý vị. Con người thì ai cũng có cái sai, nhưng giả dối với lương tâm mình thì phải điều chỉnh lại. Tòa án lương tâm tự sẽ đột phá mình. Đó, nên mong rằng chùa mình đông người, ai cũng có trách nhiệm để bảo vệ ngôi Tam Bảo, bảo vệ đạo tràng tồn tại lâu, có phước duyên lớn để giúp nhiều chúng sanh hơn. Đó. Thứ sáu này như tổ chức khiếm thị đó, mấy điểm đạo tràng đó. Một người có được chút đỉnh gì chung tay những đức làm khiếm thị cho tiền người mù, các cụ rồi đó, cơ hội tu phước tu duyên của các cụ, cơ hội tu phước tu duyên của các cụ. Mình cùng chung tay với thầy tu phước tu duyên. Những đức làm như vậy nên mới có phước duyên nuôi cả chùa, đại chúng trong chùa. Nên các cụ đều được lo đầy đủ hết trơn à. Không có cần giữ tiền bỏ trong túi làm chi. Để yên tâm mình lo tu hành, đó là các cụ thường trụ trong chùa của mình. Chúng thường trụ. Có một bà cụ này, bà giấu tiền và nhét. Khi bà gần chết, bà cứ đơ quơ quơ tay. Cuối cùng bà nói không có được. Lấy cái viết cho bà ghi, bà nói là bà giấu, bà cắt tiền đó chưa lấy. Thấy trở ngại chưa? Cực kỳ trở ngại luôn. Đó. Nên mọi người nên nhận thức sâu sắc. Những cái gì mình buông được thì mình nên buông. Nhớ kỹ. Những cái gì mình buông được thì mình nên buông. Để bản thân mọi người chúng ta tu tập có kết quả. Đi đâu cũng đem máy niệm Phật. Mỗi ngày xuyên bấm số niệm Phật. Quý thầy với chú sắp xếp đi ghi đàng hoàng cho các cụ tinh tấn niệm Phật. Tới giờ đi tu, tất cả các điểm chùa phải đi phá cửa. Khu nào đặt trách nấy, người quản chúng phải đặt trách. Các khu đi phá cửa, mờ xuống. Ai bệnh đau có chỗ nào mấy anh em sắp xếp đi xuống nằm nghỉ, bệnh sao phải tìm hiểu cho rõ ràng. Như vậy thì chùa mình giờ đi nấu ăn, đi nấu ăn hết. Quý thầy còn đi nấu ăn mà, quý vị không lên tu là không được đó. Nó, những đức đi nấu ăn, cả chùa tới giờ là đi xuống tu hết chứ. Nó, như vậy thì chúng ta sống trong ngôi Tam Bảo mới có phước, và phải rèn người ta. Chứ nếu không mình để đại người ta tới giờ tu giữa chừng ta chạy lên phòng thì uổng cái công ta đi tu quá. Nên phải dùng hết cách để mà rèn luyện người ta, giúp cho người ta có phước có duyên. Cái tâm mình như vậy là nhiệt tình vì người. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm, siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc, không buồn giận ai để trong tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,
đồng sanh về tịnh độ.